Hello，思想。OK，rồi bây giờ mình sẽ đánh bóng ngoài tô màu bức tranh về chiếc tủ quần áo ấy. Vô nha. Đây. Thôi đi tắm. Sẽ tô hết như này nha mọi người. Mình sẽ tô kín vào đây nha. Ok mọi người. Kênh đang lên thì dừng bảo nó mất chậm gì đây thì bạn đừng lấy mình khi đây là tranh của mình sau khi mình đã tô vừa nổi nha mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ xong khỏi xem kết quả của video nhé em thì cứ làm bình thường kẹt ở đây đi ăn đồ chắc gì cầm tiền
Chỉ có bình thường này. Nhưng dân làm cái áo chứ nó kèo nó vào đâu rồi. Làm cái chắc gì bạn vào 2-3 cái sau lên. Em mai sau gì view lúc ba. Anh cho gà này, anh cho con gà này. Anh Long ơi, thứ sáu mai anh cho phép bọn em về quê để dọn nhà thứ tầm chủ nhật bọn em xuống. Nhà em bị ngập gần hết tầng, gần lên tầng 2. Nhà em bị trôi mất cái tủ. Nhà chị bị Yên Bái. Khô 900 nhỉ. Mua ngay thì sợ như nhau. Yeah.